Một lần hai con nè anh em. Hôm nay rất là may. Ồ, con chim có một mắt anh em ơi. Ồ, con đồng này một mắt. À, con này là giọng đồng. Con này giọng đồng rất là hổ báo. Còn một con giọng thổ nữa. Còn một con giọng thổ nữa, nhưng mà mình sẽ đánh nó sau. Thì mình tới cậu thì mình phát hiện hai con chim, một con giọng đồng, một con giọng thổ đang chơi với nhau trên cây. Thì mình đánh lén. Đánh lén thì mình tiến nhẹ vào trong cậu và đánh phía sau nó không biết gì luôn các bạn. Và chỉ cần khoảng hơn 5 phút là con này đã về. Thì như các bạn đã thấy, con này nó có một mắt à. Con này độc nhãn, rất là tội nghiệp cho em nó, nhưng mà em nó rất là hay. Hai con. Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay mình đi bẫy cu rất là lâu rồi, mới được một lần hai em như thế này. Hai em dính cùng một đường dò. Con này là chim tơ. Con này có lẽ là chim tơ, là con con của con này. Nhưng mà có một điều là cái con một con đồng này là theo như clip anh em xem là nó còn có một mắt này. Hình như nó bị bắn, nó hư một mắt rồi, tội sao. Chim rất là sung anh em. Rất là sung, rất là thú vị. Cảm ơn anh em đã đăng ký kênh xem, và các anh em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình để mình ra nhiều clip hay hơn nhé. Xin chào, chúc các anh em cu thủ có được nhiều niềm vui.